Nhà đẹp Chicago mến chào quý vị và các bạn gần xa, những người quen lẫn không quen. Cảm ơn quý vị rất nhiều lại ghé thăm kênh YouTube Nhà đẹp Chicago. Amanda xin tự giới thiệu lại là hiện tại Amanda đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Illinois, miền Bắc của nước Mỹ. Công việc hiện tại của Amanda là mua bán nhà cửa, tiếng Mỹ gọi là Real Estate Agent. Thì hiện tại Amanda đang ở một cái căn nhà mẫu ở thành phố Manhattan, ở Illinois. Cái mã vùng là 60442. Về cái đặc điểm của cái căn nhà này như sau. Thì cái căn nhà này nó có 3 phòng ngủ ha quý vị, một master bedroom và 2 phòng ngủ thường và 2 phòng rưỡi tắm. Căn nhà này có 2 tầng lầu ha quý vị. Hiện tại Amanda đang ở cái tầng thứ nhất và mình chút nữa mình sẽ lên cái tầng lầu thứ hai, mình view các phòng ngủ như thế nào ha. Thì ở dưới phòng tầng thứ nhất hiện tại thì có nhà bếp, có phòng ăn, phòng living room, phòng study room. Và căn nhà này cũng có tầng hầm bởi vì nó là single house ha quý vị. Và cái diện tích của cái căn nhà này á, là 1865 square feet. Và cái giá của cái căn nhà này á, bắt đầu từ 317.999 đồng là cái giá thấp nhất. Và có những cái giá cao hơn là vì nếu như mà cái thân chủ nào mà muốn upgrade cái căn nhà á, thì cái giá nó sẽ cao hơn theo cái sự lựa chọn của mình ha. Và bây giờ Amanda mời quý vị theo chân Amanda cùng view cái căn nhà mẫu này. Đây là cái cánh cửa chính mình vừa bước vào cái căn nhà đó. Thì cái căn nhà này có cái ceiling rất là cao nè quý vị. Ok. Và phía bên tay phải trái là cái phòng study room ha. Và phía bên tay phải là cái đường đi lên cầu thang ha quý vị. Để Amanda view cái tầng ở dưới trước rồi Amanda sẽ đưa cho quý vị lên tầng thứ hai để mình view ha. Rồi mình đi thẳng vào thì bên tay trái là half bathroom ha quý vị, nửa phòng tắm ha, chỗ đi vệ sinh và rửa tay. Và đây là cái floor là bằng gỗ như thế này. Và mình vừa mới bước ra thì mình có cái tủ để đựng đồ nho nhỏ bên này đó, phía bên tay trái. Rồi mình đi thẳng tới thì đây là một cái chỗ decoration, là cái gương soi nè, rất là sang trọng luôn, nó làm cho cái căn nhà nó rất là đẹp sang. Và mình đi vào bên cái bên này thì mình sẽ gặp được phòng living room nè. Đây là cái khuôn viên của living room ha quý vị. Rồi nói liền với cái living room là một cái dining table. Và mà nếu mà mình đi thẳng ra thì nó là một cái cánh cửa sliding door để mình bước ra ngoài. Đây là cái khu vườn, cái sân ở đằng sau ha. Hiện tại thì ở Illinois đang là mùa đông cho nên cây nó không có còn lá nữa nè, quý vị thấy không? Cây hết rụi lá luôn rồi. Mai mốt vài 2-3 tháng nữa nó mới mọc lại. Ok. Và tiếp nối với cái phòng ăn là cái nhà bếp. Rồi em anh là view chậm lại để quý vị thấy cái nhà bếp ha. Cái sink, cái này nó, cái sink nó nằm cùng dãy với là cái bếp nấu ăn, nó không phải nằm trong cái island ha.
Và đây là cái dishwasher ha quý vị. Đây là cái cabinet. Chỗ cái Iceland thì người ta cũng để cái cabinet cho mình ha. Và ở đây là cái garbage, rác. Và ở đây người ta cũng có cho mình cái ổ để cắm điện, để mình sạc điện thoại, để mình để đèn. Ok. Và khu vực nhà bếp nó có bên cái khúc bên này nữa, có cabinet và cái máy lạnh, nó nằm cái tủ lạnh nó nằm ở bên này ha. Rồi, và đây là cái đường đi xuống tầng hầm của cái căn nhà ha quý vị. Thì Amanda cũng đã giới thiệu là ở Illinois là những cái căn nhà single house là có cái tầng hầm đó, những cái căn nhà mới luôn luôn có tầng hầm ha. Rồi mình view xong cái nhà bếp và bây giờ mình đi thẳng ra đây, thì phía bên tay phải là gặp cái cánh cửa. Cái cửa này mình đi ra ngoài garage nè quý vị. Cái nhà để xe ha, như thế này. Ok. Và ở đây là cái closet nho nhỏ để mình đi về mình dắt áo khoác nè, mình để giày rồi ở đây nè. Và tiếp nối với cái tủ là đây là một cái phòng giặt đồ ha. Rồi, và sàn nhà toàn bộ là bằng gỗ ha quý vị. Sofa là toàn bộ là bằng gỗ. Và lúc nãy Amanda chưa có giới thiệu chỗ này có cái pantry closet nè, nó nằm sát cái tủ lạnh á. Ok, sát cái tủ lạnh nè, có cái pantry closet ha. Mình đã view xong cái tầng thứ nhất của cái căn nhà rồi đó. Bây giờ là cái đường đi lên lầu cầu thang nè, để đi lên tầng thứ hai của căn nhà ha, mời quý vị theo chân Amanda nhé. Ok, bây giờ mình vừa mới bước lên lầu thì phía bên tay trái của mình á là mình sẽ thấy được cái phòng family room như thế này ha. Chỗ đây là cũng để chỗ tivi nè, và trưng rất là dễ thương luôn. Đây là phòng family room. Ok, mình view xong cái family room thì mình tiến tới là mình sẽ thấy một cái phòng tắm full bathroom ha quý vị. Có tắm đứng và tắm nằm luôn. Và cái mirror và cái sink. Và cái cabinet under the sink ha. Rồi cái này là cái floor nè. Ok. Ok, mình đã view xong cái phòng tắm thứ nhất ở trên lầu rồi đó. Bây giờ mình sẽ view một cái căn phòng ngủ. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Phòng ngủ này nằm kế bên cái phòng tắm đầu tiên ở trên lầu hả quý vị. Và đây là cái closet để đựng áo quần ở trong cái phòng ngủ này. Người nào sử dụng cái phòng ngủ này thì đựng áo quần trong đó. Rồi, bây giờ mình đi ra. Mình view xong rồi đó. Thì ở đây nó có một cái tủ extra, cái tủ nó nhỏ này nè, để đựng thêm đồ nè. Và tiếp theo là một cái phòng ngủ thứ hai.
Và đây là cái sliding door cho cái closet của cái phòng ngủ thứ hai ha. Rồi mình view xong, mình đi ra ngoài ha. Và Amanda nói là chỗ này là toàn bộ cái nền ở trên này, các phòng ngủ là đều bằng thảm hết ha quý vị. Rồi mình view xong cái phòng ngủ thứ hai, bây giờ mình đi vào view trong cái phòng ngủ thứ ba. Mình vào phòng ngủ thứ ba thì phía bên tay phải là mình sẽ gặp một cái closet thiệt là bự này, walk-in closet ở đây. Đó. Rồi bây giờ mình đi thẳng vào, mình sẽ gặp một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này là phòng ngủ cuối cùng của cái căn nhà ha quý vị. Đây là master bedroom ha. Amanda view through cái window nè. Quý vị thấy không? Mùa đông cho nên cây nó không có còn lá, thấy không? Chỉ có cái sườn thôi. Rồi mình view xong cái phòng ngủ thứ ba rồi, bây giờ mình đi vào bên này. Là một cái full bathroom ha. Đây là cái phòng tắm đứng nè. Ok, cái ceiling có cái đèn. Có hai cái sink ha quý vị. Cabinet. Floor. Và đây là cái chỗ để đi vệ sinh. Và đây là cái closet để đựng khăn. Rồi mình đã view xong cái phòng ngủ cuối cùng của cái căn nhà rồi đó. Và đây là cái phòng tắm trong cái phòng ngủ cuối cùng nè. Và đây là đường đi xuống tầng hầm của cái căn nhà ha quý vị. Đây là cái không gian của cái tầng hầm của căn nhà nè. Rồi, mình view xong tầng hầm rồi đó. Và đây là đường đi lên lại trên nhà. Amanda mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi video của Amanda. Xin hẹn gặp lại. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về nhà cửa của các thành phố của tiểu bang Illinois miền Bắc nước Mỹ á, thì có thể click vào đường link bên dưới đây. Amanda để cái trang web của Amanda trong cái phần description, cái phần mô tả đó. Thì đây là cái trang web của Amanda nè. Thì khi mà cái mình bấm á, mình muốn tìm nhà ở thành phố nào thì mình bấm cái nút search ha. Rồi, ngay chỗ đây là mình bấm tên của một cái thành phố giả sử mình bấm thành phố Hinsdale. Trên sale ha, chỗ này là for sale. Rồi ba phòng ngủ nè, hai phòng tắm nè, giả sử đi cái nhu cầu của mình là như vậy, mà bấm cái giá là 750.000 trở lên, rồi mình bấm cái nút search, rồi thì lúc này nó sẽ hiện ra nè. Đây là một cái hình minh họa đây ha, nó sẽ hiện ra như thế này. Và mình bấm vào contact us, rồi thì chỗ này mình sẽ bấm nè, tôi muốn mua nhà đi giả sử. Ok, và để email và số phone chỗ này, giả sử số phone của quý vị. Bây giờ Amanda để số phone của Amanda ha, rồi mình bấm cái nút send email.
thì bên Amanda sẽ nhận được cái thông tin của quý vị liền ngay tức thời luôn và sẽ liên lạc với quý vị trong cái thời gian sớm nhất có thể. Và nếu như mà quý vị thích cái video thì nhớ bấm cái nút subscribe, và bên cái nút subscribe có cái nút chuông, nhớ bấm vào cái nút chuông nha. Thì mỗi lần mà Amanda up cái video mới á, thì quý vị là một trong những người xem được cái video mới của Amanda. Xin chân thành cảm ơn.